Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em học sinh đã đến với bài giảng trực tuyến môn vật lý lớp 9 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Ở tiết học trước chúng ta đã học về thấu kính hội tụ, thì trước khi vào bài mới thầy sẽ ôn lại các kiến thức cơ bản của tiết học trước để giúp các em nắm vững hơn. Thứ nhất đó là đặc điểm của thấu kính hội tụ. Gồm các đặc điểm như sau. Thứ nhất, thấu kính thì làm bằng vật liệu trong suốt, thủy tinh hoặc là bằng nhựa. Thấu kính hội tụ thường dùng có phần rìa mỏng hơn là phần ở giữa. Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. Thứ hai là mô tả đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Đây cũng là phần rất là quan trọng, các em phải nhớ kỹ để chúng ta có thể vận dụng vào bài học hôm nay. Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. Thứ hai là tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm. Và thứ ba, tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính. Đây là đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ và cách vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Chúng ta cùng đi vào tiết 44, bài 43, ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Trước tiên chúng ta sẽ vào đi tìm hiểu phần thứ nhất, đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì để tìm hiểu phần này, thầy mời các em quan sát một cái thí nghiệm mô phỏng, thí nghiệm được bố trí ở trong hình 43.2 sách giáo khoa trang 116, gồm có một cái thấu kính hội tụ, một cái màn trắng để hướng ảnh và vật ở đây là một cây nến được bố trí trên một cái giá thí nghiệm. Chúng ta sẽ quan sát thí nghiệm với các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất đó là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự, tức là D lớn hơn F. Thầy lưu ý với các em, ở đây D chính là khoảng cách từ vật tới thấu kính, còn F là tiêu cự. Trong trường hợp này thì có các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là vật đặt ở rất xa thấu kính, tức là cái khoảng cách D này rất là lớn. Lúc này chúng ta sẽ di chuyển cái màn trắng để chúng ta hướng ảnh. Và quan sát trên màn trắng thì chúng ta sẽ thấy có một ảnh, hướng được một ảnh ở trên màn trắng. Như vậy ảnh này chính là ảnh thật và ảnh này nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật. Như vậy trường hợp vật đặt xa thấu kính thì cho chúng ta ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật và có vị trí cách thấu kính một khoảng chính bằng tiêu cự, có nghĩa là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là bằng chính bằng tiêu cự, là bằng F luôn. Thứ hai là vật đặt cách thấu kính một khoảng là D lớn hơn 2F. Tương tự như vừa rồi, lúc này chúng ta sẽ dịch chuyển màn trắng để chúng ta hướng ảnh. Và chúng ta thấy là chúng ta sẽ hướng được một ảnh ở trên màn trắng. Vậy ảnh này vẫn là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. Như vậy vật đặt cách thấu kính một khoảng là D lớn hơn 2F thì chúng ta sẽ cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật. Trường hợp là vật đặt cách thấu kính một khoảng là D bằng 2F. Tương tự như vừa rồi, đó là chúng ta sẽ dịch chuyển màn trắng để chúng ta hướng ảnh. Chúng ta vẫn hướng được ảnh trên màn trắng. Ảnh lúc này có độ lớn là bằng vật và ngược chiều so với vật. Như vậy, ta sẽ nhận được là ảnh thật ngược chiều và với vật và lớn bằng vật khi vật đặt cách thấu kính một khoảng là 2F. Trường hợp tiếp theo, đó là bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển cái vật lại gần thấu kính và cách thấu kính một khoảng là D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F.
Tương tự như các trường hợp trên, chúng ta vẫn dịch chuyển cái màn trắng để chúng ta hứng ảnh. Thì chúng ta sẽ thu được một cái ảnh lớn hơn vật. Vì ảnh này nhận được trên cái màn trắng cho nên là ảnh này là ảnh, ảnh thật. Đó. Và ảnh này ngược chiều với vật. Như vậy khi vật nằm trong khoảng là D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F thì sẽ thu được ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn hơn vật. Trường hợp thứ hai đó là vật đặt trong khoảng tiêu cự, có nghĩa là D sẽ nhỏ hơn F. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển vật lại gần thấu kính làm sao cho cái khoảng D nó sẽ nhỏ hơn F. Tương tự chúng ta sẽ dịch chuyển cái màn trắng để chúng ta hứng ảnh. Vậy lúc này chúng ta thấy rằng là khi ta dịch chuyển màn trắng thì chúng ta sẽ không hứng được ảnh của vật trên màn trắng. Không hứng được ảnh của vật trên màn trắng. Và nếu lúc này chúng ta đặt mắt tại vị trí ở sau cái thấu kính so với vật, thì chúng ta nhìn qua thấu kính thì chúng ta sẽ thấy được ảnh của vật sẽ hiện lên cùng phía với vật. Và ảnh này lớn hơn vật, cùng chiều với vật. Vì ảnh này không hứng được trên màn trắng nên ảnh này là ảnh ảo. Như vậy, khi vật đặt trong khoảng tiêu cự thì chúng ta sẽ thấy là ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh không hứng được trên màn. Ảnh này là ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn hơn vật. Như vậy từ các cái nhận xét qua cái thí nghiệm vừa rồi thì các em hãy hoàn thành cho thầy cái bảng nhận xét ở trong sách giáo khoa. Bảng nhận xét này như sau. Phần thứ nhất đó là vị trí của vật là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự. Như vậy chúng ta có các trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vật ở rất xa thấu kính. Như vậy đặc điểm của ảnh lúc này sẽ là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn hơn vật. Trường hợp thứ hai là D lớn hơn 2F. Như vậy lúc này ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ có đặc điểm đó là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn hơn vật. Trường hợp thứ ba khi mà D bằng 2F thì qua thấu kính sẽ cho ảnh thật ngược chiều và lớn bằng bằng vật. Và trường hợp thứ tư là D lớn hơn F nhưng nhỏ hơn 2F. Qua thấu kính sẽ cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật. Và khi vật đặt ở trong khoảng tiêu cự, tức là D nhỏ hơn F, thì qua thấu kính sẽ cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Qua cái bảng nhận xét vừa rồi thì chúng ta có cái kết luận chung về đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ như sau. Thứ nhất, vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng chính bằng tiêu cự. Vật đặt trong khoảng tiêu cự thì cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật. Ở đây các em chú ý cho thầy một số đặc điểm như sau. Một điểm sáng nằm trên trục chính thì ảnh cũng nằm trên trục chính. Và nếu điểm này ở rất xa thấu kính, cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính. Khi đó, chùm tia sáng ra từ điểm sáng này chiếu tới mặt thấu kính được coi là chùm song song với trục chính của thấu kính. Và chú ý thứ hai đó là vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính thì cho ảnh cũng vuông góc với trục chính của thấu kính. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai lớn, đó là cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ. Cho một điểm sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ. Một điểm sáng S đặt trước một thấu kính hội tụ. Bây giờ chúng ta sẽ dựng ảnh của cái điểm sáng S này qua cái thấu kính hội tụ này. Thì để dựng ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ thì chúng ta sẽ có cách dựng như sau.
Từ điểm sáng S ta dựng hai trong ba tia đặc biệt đến thấu kính và giao điểm của hai tia ló là ảnh S phẩy của S. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng hai trong ba tia đặc biệt để chúng ta dựng. Ta sẽ sử dụng là tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm, và tia tới đi qua quan tâm thì tia ló sẽ đi thẳng, và giao của hai tia ló này chính là S phẩy, và lúc này S phẩy chính là ảnh của điểm điểm S. Trường hợp thứ hai chúng ta sẽ sử dụng hai tia đặc biệt, đó là tia tới song song trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm, và tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song trục chính, và giao của hai tia ló này vẫn là S phẩy, và S phẩy đây cũng chính là ảnh của điểm S. Như vậy hai cách vẽ ở hai trường hợp này dù có khác nhau thì hai cái ảnh S phẩy ở trường hợp thứ hai và trường hợp thứ nhất sẽ phải trùng nhau. Ta có thêm trường hợp là điểm sáng S này nó sẽ nằm trong khoảng tiêu cự. Như vậy tương tự như vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hai trong ba tia đặc biệt đến thấu kính để dựng ảnh của điểm sáng S qua thấu kính. Tia tới song song trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm, và tia tới qua quan tâm thì tia ló sẽ đi thẳng. Thì ở đây các em lưu ý cho thầy là chúng ta thấy rằng là hai tia ló này nó không giao nhau. Tuy nhiên nếu chúng ta kéo dài hai tia ló này thì nó sẽ giao nhau tại một điểm S phẩy. Và lúc này S phẩy đây chính là ảnh của điểm S, và ảnh này gọi là ảnh ảo. Tương tự chúng ta có cách vẽ thứ hai. Nó ta sử dụng tia tới song song trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm, và tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song trục chính. Ở đây hai tia ló cũng không giao nhau. Tuy nhiên đường kéo dài của nó lại giao nhau tại S phẩy. Và lúc này S phẩy đây chính là ảnh của điểm S. Thứ hai đó là cách dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi thấu kính hội tụ. Ở phần trước chúng ta dựng ảnh của một điểm sáng, bây giờ chúng ta sẽ dựng ảnh của một vật sáng. Vậy cho chúng ta một vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ. Và để dựng ảnh của cái vật sáng AB này qua thấu kính thì chúng ta sẽ có cách dựng như sau. Bước 1, chúng ta sẽ dựng ảnh B phẩy của điểm B giống như vừa rồi chúng ta dựng ảnh S phẩy của điểm S. Bước thứ hai là chúng ta sẽ hạ B phẩy A phẩy vuông góc với trục chính tại A phẩy, và ta sẽ có A phẩy B phẩy sẽ là ảnh của AB. Thầy mời các em cùng quan sát. Chúng ta có các trường hợp như sau. Trường hợp 1 là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự, tức là lúc này D sẽ lớn hơn 2F. Đây là câu thứ nhất. Ở trong cái câu C5, trường hợp thứ nhất ở trong câu C5 là F sẽ bằng 12 cm và D sẽ bằng là 36 cm. Chúng ta lưu ý để chúng ta chút nữa chúng ta có cái câu C6 phần vận dụng sẽ quay lại cái câu C5 này. Chúng ta sẽ dựng ảnh như sau. Chúng ta cũng sẽ sử dụng hai trong ba tia đặc biệt để dựng ảnh của điểm B. Tia tới song song trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm, và tia tới đi qua quan tâm thì tia ló sẽ đi thẳng. Như vậy giao của hai tia ló sẽ là điểm B phẩy, và B phẩy này chính là ảnh của điểm B. Và từ B phẩy này chúng ta sẽ hạ vuông góc với trục chính và các trục chính tại điểm A phẩy. Như vậy ta có A phẩy B phẩy đây chính là ảnh của AB. Ảnh này thì ngược chiều và nhỏ hơn vật. Ảnh A phẩy B phẩy là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. Ta có trường hợp thứ hai là vật đặt ngoài khoảng tiêu cự, tức là D bằng 2F. Lúc này D bằng 2F. Tương tự như vừa rồi, đầu tiên chúng ta cũng sẽ dựng ảnh B phẩy của điểm B. Ta sử dụng hai tia đặc biệt.
và sau đó hạ đường vuông góc với trục chính, các trục chính tại A phẩy. Như vậy ta có A phẩy, B phẩy chính là ảnh của AB, và ảnh này cũng là ảnh thật ngược chiều với vật, và lúc này là ảnh và vật bằng nhau. A phẩy, B phẩy là ảnh thật ngược chiều và lớn bằng vật. Trường hợp thứ ba là D lớn hơn F và nhỏ hơn 2F. Tương tự như các trường hợp trên, trước tiên chúng ta sẽ dựng ảnh của điểm B, ảnh B phẩy của điểm B. Và từ B phẩy chúng ta sẽ hạ đường vuông góc với trục chính, các trục chính tại A phẩy. Như vậy ta có A phẩy, B phẩy là ảnh của AB, và lúc này A phẩy, B phẩy cũng là ảnh thật ngược chiều với vật, nhưng mà lớn hơn vật. Trường hợp thứ tư là D nhỏ hơn F. Đây là trường hợp thứ hai ở trong câu C5. Các em lưu ý. Khi D nhỏ hơn F, chúng ta cũng sẽ sử dụng hai trong ba tia đặc biệt để chúng ta dựng ảnh. Như vậy khi chúng ta vẽ tia ló cho hai tia đặc biệt, đó là tia tới song song trục chính, tia ló qua tiêu điểm và tia tới đi quan tâm, qua quan tâm thì tia ló đi thẳng, thì chúng ta sẽ thấy là hai cái tia ló là không giao nhau. Tuy nhiên, đường kéo dài của nhau của nó, của hai tia này, hai tia ló này sẽ giao nhau tại điểm B phẩy. Như vậy B phẩy lúc này là ảnh của điểm B. Và từ B phẩy này chúng ta cũng hạ vuông góc, đường vuông góc với trục chính và các trục chính tại A phẩy. Như vậy ta có A phẩy, B phẩy lúc này là ảnh của AB. Ảnh này là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Và lưu ý ở đây do là A phẩy, B phẩy là ảnh ảo, cho nên là thầy sẽ vẽ bằng nét đứt, không vẽ liền. Còn ảnh thật thì ta vẽ liền. Như vậy, ảnh A phẩy, B phẩy là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Trường hợp tiếp theo đó là khi cái vật này nằm tại, đặt tại tiêu điểm, tức là D bằng F. Khi vật đặt tại tiêu điểm F, có nghĩa là điểm A và F sẽ trùng nhau. Tương tự cách vẽ như trên, chúng ta sẽ sử dụng các tia đặc biệt tới thấu kính. Như vậy khi mà vẽ các tia ló thì chúng ta thấy rằng là các tia ló ở đây nè không giao nhau, và ở đây đường kéo dài của các tia ló này nó cũng không giao nhau, có nghĩa là chúng ta sẽ không thu được ảnh của cái vật AB này, hay nói khác là ảnh này ở rất xa thấu kính, nằm rất xa thấu kính, không thu được ảnh A phẩy, B phẩy, ảnh nó vô cực, nằm rất xa thấu kính. Như vậy khi dựng ảnh của vật mà đặt tại tiêu điểm thì chúng ta sẽ có cái trường hợp như vừa rồi. Như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, cũng như đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đó để trả lời các câu hỏi ở phần vận dụng. Ở câu C7, hay là trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài, đó là một thấu kính hội tụ được đặt sát vào mặt một trang sách. Hãy quan sát hình ảnh dòng chữ qua thấu kính. Hình ảnh dòng chữ thay đổi như thế nào khi từ từ dịch chuyển thấu kính ra xa trang sách? Như vậy nếu khi chúng ta sử dụng thấu kính để chúng ta quan sát hàng chữ trên trang sách, nếu chúng ta quan sát vào chúng ta thấy ảnh của dòng chữ quan sát qua thấu kính là cùng chiều và to hơn cái dòng chữ thật trên trang sách. Như vậy cái hình ảnh mà chúng ta quan sát, cái chữ chúng ta quan sát đó chính là ảnh ảo của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ. Nếu chúng ta đem dịch chuyển thấu kính ra xa một khoảng cách nhất định nào đó, thì lúc này ta sẽ thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều với vật. Và đó chính là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi thấu kính hội tụ. Như vậy nếu để gần thì chúng ta sẽ quan sát được ảnh ảo. Nhưng nếu đưa thấu kính ra xa một khoảng cách nhất định thì chúng ta sẽ quan sát được là ảnh thật.
6. Vận dụng kiến thức hình học. Hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở câu số 5. Cho biết vật AB có chiều cao là H bằng 1 cm. Như vậy ở trường hợp thứ nhất, chúng ta có là vật có chiều cao là 1 cm. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là 36 cm. Tiêu cự là 12 cm. Bây giờ chúng ta sẽ tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ thấu kính tới ảnh. Như vậy quan sát vào hình vẽ, các em sẽ thấy được rằng là chúng ta có tam giác OAB, OA và B sẽ đồng dạng với tam giác là O, A', B, B'. Như vậy từ đó chúng ta có AB trên A', B' sẽ bằng là OA trên OA'. Suy ra ta có AB là bằng 1 cm. Như vậy là 1 trên A', B' sẽ bằng là OA là bằng 36 trên cho OA'. Ta có hiểu cái này là 1. Rồi xét cặp tam giác đồng dạng thứ hai, đó là tam giác OIF' sẽ đồng dạng với tam giác là A', B' và F'. Về tương tự chúng ta có OI trên A', B' sẽ bằng là OF' trên A', F'. Từ đó mà OI thì lại bằng AB. OI với AB khoảng cách này bằng nhau. Và A', F' nó sẽ bằng là OA' trừ cho OF. Như vậy ta có là 1 trên A', B' sẽ bằng là 12 trên cho OA' trừ cho 12. Ta đánh dấu đây là 2. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra là 36 trên cho A OA' sẽ bằng là 12 trên OA' trừ 12. Từ đây chúng ta suy ra được OA' bằng 18 cm. Tức là khoảng cách từ vật từ thấu kính tới ảnh là 18 cm. Và A', B' là bằng 0,5 cm, tức là chiều cao của ảnh là 0,5 cm. Ở trường hợp thứ hai, quan sát hình vẽ, chúng ta cũng có là chiều cao của vật là 1 cm, nhưng lúc này khoảng cách từ vật tới thấu kính là 8 cm và tiêu cự vẫn là 12. Chúng ta tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh tới thấu kính. Tương tự xét cặp tam giác đồng dạng OAB và OA', B', OAB và OA', B'. Chúng ta sẽ có AB trên A', B' sẽ bằng là OA trên OA'. Và thế số vào chúng ta có là 1 trên A', B' sẽ bằng là 8 trên OA'. Tương tự xét cặp tam giác đồng dạng thứ hai là OIF' sẽ đồng dạng với tam giác là A', B', F'. Suy ra là OI trên A', B' sẽ bằng là OF' trên A', F'. Mà chúng ta có là OI với AB bằng nhau. Tương tự ở đây, AB và OI là hai khoảng cách bằng nhau. Như vậy chúng ta có thế số vào, chúng ta sẽ có là 1 trên A', B' sẽ bằng là 12 trên OA' cộng với 12. Ta đánh số đây là 2. Như vậy từ 1 và 2 chúng ta suy ra được là 8 trên cho OA' sẽ bằng là 12 trên cho OA' cộng 12. Từ đây chúng ta tính ra được OA' sẽ bằng là 24 cm, tức là khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là 24 cm và chiều cao của ảnh là 3 cm. Như vậy vừa rồi chúng ta đã kết thúc cái bài học ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Như vậy các em
Hãy nắm được cho thầy đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ và cách dựng ảnh. Sau đây là phần hướng dẫn các em học ở nhà. Các em học thuộc cho thầy phần ghi nhớ của bài. Hoàn thành lại câu C6 vào trong vở học và làm cho thầy các bài tập trong sách bài tập. Đọc thêm phần có thể em chưa biết. Lưu ý các em làm các bài tập để chuẩn bị cho tiết học sau, đó là tiết bài tập. Đây là kết thúc. Các em nhớ học bài và giữ gìn sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.